Xin chào anh em cùng đam mê điện tử điện lạnh trên toàn quốc nhé. Đây là một chiếc máy giặt Samsung khối lượng là 7 cân. Trong quá trình sử dụng nó bị hỏng hóc trục trặc một chút về vấn đề mên. Nếu mà quý vị mà thay mên theo hãng bây giờ nó phải đến 1,5 triệu tùy từng nơi bán, nhưng mà giá thành rất là cao, công thợ thay nữa. Hiện tượng của em này là không lên nguồn hoặc bật nguồn lên tí lại trục trặc. Phần lớn là nó tại một số cái bệnh đơn giản thôi. Nếu mà đào ra để sửa chữa thì rất là mệt. Quý vị có thể tính tới cái mất nguồn, tính tới ngay cái ông Thạch Anh ba chân này. Đấy, và một số cái nguồn nhỏ để mở nguồn. Thì đây em đã xử lý xong rồi. Ở đây để chia sẻ với anh em. Đấy, nếu như mà cái bệnh nhẹ để anh em có thể dùng máy khò tóc hoặc là thổi hơi nóng vào để cho các cái bo mạch này nó liền lạc trở lại. Vì quá trình sử dụng là cái bo mạch của Samsung này rất hay bị mọt và đứt ngầm. Anh em thợ nhiều người trải qua thì biết rồi. Nếu mà quăng đi mà mua một cái mên khác, nhất là mên đa năng để thay vào thì cũng hoạt động được thôi, nhưng mà nó sẽ không ổn định bằng cái mên cũ. Anh em có thể xử lý qua, nếu nó hỏng nặng thì có thể mua mên hãng hoặc là mua mên đa năng, hoặc gặp những ông thợ cao tay cao thủ đến chữa. Đấy, phần lớn là bị cái phần ở chỗ đó nhé. Đấy, anh em xử lý và mắc trở lại được. Đấy, em ấn nguồn và khởi động rồi. Đấy, lên này. Các cái chế độ vẫn hoạt động bình thường. Đó. Vâng, cái máy giặt này sử dụng thì cũng lâu rồi, nhưng mà phần lớn là nó tại cái mên ấy một chút thôi, hỏng thôi. Còn phần cơ thì khá ổn định. Đây anh xem, cơ và dây điện bên trong ổn định. Đấy anh em, nếu mà hỏng máy giặt thì có thể xử lý một cách đơn giản như vậy nhá. Đừng vội xịt đờ quăng và bán ở đồng nát thì chỉ 50.000 thôi. Nhưng mà nếu mà xử lý thì anh em vẫn có thể phục vụ được, vẫn có thể gắn bó với em đấy vài năm nữa. Thank you nhá.